Hello, xin chào mọi người đang xem tép cuộc sống Mỹ. Và hôm nay là mình tiếp tục cuộc hành trình du lịch Hawaii ha. Xin lỗi mọi người, dạo này tép hơi bận nên là cũng không có làm video chia sẻ với mọi người nhiều. Tại vì cũng bận lo đi kiếm tiền, trang trải cuộc sống trước. Và hôm nay thì tép sẽ chia sẻ với mọi người về cái khách sạn này. Khách sạn này nằm gần với lại bãi biển Waikiki. Thì bên trong nó rất là sạch sẽ và giá cả cũng được. Quan trọng là nằm ở gần trung tâm mua sắm và bãi biển Waikiki. Thì bây giờ mình sẽ đi lên lầu để mình xem cái khách sạn này bên trong nó như thế nào và giá cả nó có được hay không nha. Đây là cái khách sạn của mình ở. Mời đi vô ha. Khách sạn này cũng được, sạch sẽ. Rồi cái trang trí màu đó cũng thích. Màu đồ này nọ rất là đẹp luôn. Buổi tối đẹp hơn. Thì để bữa nào thì Tép sẽ quay buổi tối chia sẻ với mọi người ở phía dưới. Buổi sáng nó có cà phê như thế này nè. Hello, I'm good, thank you. Oh, sorry. Oh, thank you. Ok, bây giờ mình lên lầu ha. Ok, và bây giờ mình đã vô được trong khách sạn rồi. Khách sạn ngày hôm nay mình ở đó là cái khách sạn tên là Soul Light. Phải không? Cái gì? Soul Light. Soul Light. Soy line hay soy line? Shore line. Shore line. Line. Đập shore quả. Line. Không động được. Shore line. À, cái khách sạn này á là gần với lại bãi biển Waikiki luôn. Hồi nãy vừa bước vô người ta cho mình cái ly kem nhỏ xíu như thế này nè. Trời nó ngon, kem khóm. À, và bây giờ thì ta sẽ đi quay một vòng cái khách sạn này chia sẻ với mọi người ha. Cái chỗ đầu xe là một ngày 45 đồng, nhưng mà khi mà mình đi đâu đó mình chạy vô đây đi, người ta sẽ bắt đầu người ta đem đi tới cái chỗ khác để người ta đậu. Ở đây là từ cửa bước vô mình ở phòng 1229. Rồi bên đây tay trái là cái nhà tắm. Cái nhà tắm. Ở đây là có cái một chai xòm rửa tay. Aloha. Aloha. Khăn cũng nhìn sạch sẽ, trắng trẻo, đẹp trai. Còn ở đây là mấy cái chai xà bông gội đầu, xà bông xả, xà bông tắm. Và cái khách sạn này ở phía trên lầu 14 á, thì nó có một cái hồ bơi nữa. Cái này là có một cái kiến. Cái kiến. Ở đây là cái tủ quần áo. Trong đây thì tất nhiên là sẽ có một cái máy sấy nè, rồi một cái bàn ủi, một cái đồ để đồ lên để ủi. Rồi có một cái tủ như thế này. Rồi đi thẳng vô là cái giường những bé bé xinh xinh mà màu. Cái khách sạn này á là nói chung là nhiều màu lắm luôn á. Hồi nãy bước vô thì thấy có màu hồng, màu xanh, rồi màu vàng. Còn ở trong phòng của mình là hiện tại bây giờ mình thấy là màu vàng nè ha. Rồi cái này là màu hồng, màu vàng, màu đỏ, màu cam. Ở phía trên đây là cái màn này là kiểu giống như cái kiểu của Hawaii. Ở ngoài này là có một cái ban công. Đi ra được không? Ra đây. Hello Hawaii. Hello. Wow. Cái biển qua đây nè. Mình ở gần luôn. Cái dọc đường này là cái shopping á, cái khu mua sắm. Mình đi thẳng xuống dưới một chút xíu là cái bãi biển mà người ta tắm ở đó nhiều lắm. Mình nhìn thẳng ở đây thì mình thấy được cái bãi biển nè. Đẹp quá. À, xung quanh cái khách sạn này như vậy. Và đó, ở phía dưới đây, thôi nhìn xuống cái độ cao. Tép rất là sợ độ cao luôn á, mỗi lần mà nhìn xuống vậy là cái tay chân nó run lắm. Thôi đi vô. Đẹp quá. Rồi, đi chạy vô ha. Rồi ở coi trong đây thì có cái gì với cái gì nữa. Ở đây thì thấy có một cái máy nấu nước nóng nè. Cái này là cái máy nấu nước nóng. Máy nấu nước nóng. Cái ly đựng cà phê. Cái ly đựng cà phê cũng dễ thương quá vậy. Màu hồng xinh xinh. Hotel Waikiki. Cà phê. Ly. Ủa cái này là cái gì anh? Bình nước á. Bình nước. Mình để nước cho vô mình đi ra ngoài á, cái nó làm kỷ niệm á, mà ra ngoài mình uống nước mình bật uống á. À. Nè mình cái bình thay cái bình nước thì cái này cái bình nước. Hiểu rồi. Đó, đây là cái tivi. Dạ rồi. Chìa khóa phòng. Em muốn máy lạnh á.
em vô phòng phải không? Em muốn lạnh á, em phải cắm vô nha. Hiểu rồi. Còn hiện tại bây giờ mướn là một đêm là 260 đồng cho một đêm, và Tép mướn cái này là cho 8 ngày. Rồi sau đó là biết công việc nó như thế nào thì Tép sẽ bắt đầu mướn tiếp hoặc là kiếm những khách sạn nào rẻ hơn hoặc là như thế nào đó thì sẽ dời, giống vậy thôi. Cái công việc thì tới đâu tính tới đó, thì vậy là cũng không có mướn lâu. Sau khi mà sắp áo quần này kia ra xong thì Tép có đi xuống dưới lầu để quay ban đêm ở trong cái khách sạn thì họ sẽ trang trí như thế nào để chia sẻ với mọi người. Thì thật sự là khách sạn này Tép rất là thích cái cách họ trang trí luôn, trang trí nhiều màu sắc khác nhau. Và xung quanh đây là cái khu du lịch, với cái giá cả như vậy cho một đêm thì nói chung giá cả tương đương cũng là được rồi á, tương đối là được rồi, tại vì xung quanh đây khách sạn nó rất là mắc á mọi người. Mình đi kiếm đồ ăn ha, xung quanh cái khách sạn thì nói chung có nhiều món ăn để mình lựa chọn lắm. Nhưng mà cái món đầu tiên Tép nghĩ đến và muốn ăn đó là cái món này nè, món đá bào. Khi mà đến Hawaii, Waikiki á, tại vì thời tiết ở đây nó cũng nóng lắm mọi người, nó không có lạnh, ăn cái này nó đã lắm. Và bây giờ thì Tép sẽ kết thúc video này luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này cùng với Tép. Nếu như thích thì cho Tép một cái like, bấm nút đăng ký, chia sẻ nữa để ủng hộ cho Tép Cuộc Sống Mỹ nha. Và xin hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau ha. Bye bye.